Dạ vâng, xin chào các anh chị, xin chào các bạn học viên, xin chào các nhà đầu tư. Và bài học này tôi sẽ tiếp tục nói về một chỉ số kỹ thuật mà chúng ta cũng thường hay quan tâm, cũng khá là dễ hiểu. Đấy là chỉ số Fibonacci, vâng, hay gọi tắt là chỉ số Fibo, ok. Fibonacci, các bạn đọc như nào thì viết thế nhé. Các bạn lên Google Search, đúng không ạ? Các bạn sẽ search Fibonacci Index hoặc là phân tích kỹ thuật hay phân tích Fibonacci này sẽ thấy ngay, được chưa ạ? Thì đây cũng là một cái công cụ mà được các cái nhà đầu tư rất là thích dùng trong cái quá trình phân tích kỹ thuật của họ. Họ thường sử dụng, đúng không ạ? Thì cái tôi hướng dẫn cũng mang tính chất khái quát thôi. Một chút, đầu tiên là ta sẽ nói về lịch sử hình thành. Thì theo một số tài liệu, người ta nói rằng là Fibonacci là được dựa trên một cái nguyên lý mà được một cái nhà toán học người ta đưa ra cái dãy số theo kiểu là bằng cách là người ta sẽ thống kê một cái số lượng mà một con thỏ nó có thể sinh sản được sau một năm từ một đôi thỏ duy nhất. Đấy, ví dụ như là từ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 5, 5, 8, 9 gì đó. Cái này là nó dựa trên một cái xác suất mà ngày trước là một cái nhà toán học người Ý họ đã dựa trên cái gọi là bài toán đôi thỏ đẻ ra các con thỏ sau một năm. Thế thì cái dãy Fibonacci thì nó sẽ có cái tỷ lệ là hai số liền kề nhau xấp xỉ 161,8%. Thế thì được coi là cái tỷ lệ vàng, đúng không ạ? Được coi là tỷ lệ vàng. Và khi sử dụng trong phân tích kỹ thuật thì Fibonacci còn có các cái tỷ lệ như là 23,6, 38,2, 50, 61,8 và 161,8%. Đơn vị tính của Fibonacci là phần trăm. Thế thì tại sao nó có những cái tỷ lệ này, đúng không ạ? Thì mình cũng không cần quá quan tâm. Chúng ta chỉ cần quan tâm là những tỷ lệ này có ý nghĩa là gì, chúng ta hiểu nó như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là Fibonacci nó cũng có nhiều cái ứng dụng khác nhau, được chưa ạ? Thì tôi sẽ nói về Fibonacci Retracement. Fibonacci Retracement là một cái chỉ số, một cái cách thức để dùng để xác định các cái vùng đảo chiều nhá, mà thị trường đó sẽ chấm dứt cái quá trình điều chỉnh hay phục hồi kỹ thuật. Tiếng Anh người ta gọi là retracement, đúng không ạ? Hay là pullback đấy. Và nó sẽ đưa ra cái tín hiệu là các cái phản ứng về giá của từng cái mức phản ánh đó, được chưa ạ? Cái phản ứng về giá của cái mức phản ánh tại cái thông điệp, tại cái ngưỡng mà Fibonacci họ đưa ra. Thông thường thì cái ngưỡng 38,2%, ngưỡng 50% và ngưỡng 61,8% là các ngưỡng mà giá sẽ có xu hướng đảo chiều. Thế thì đây là cái tỷ lệ này là người ta nhìn thấy nhiều nhất, thì người ta gọi nó là tỷ lệ vàng. Thế một lát nữa ta sẽ đang xem đến cái phần ta sẽ nói cụ thể hơn nhá. Tức là khi mà giá mà nó rơi vào cái đường Fibonacci mà ở cái mức 38,2% thì sau đó nó sẽ đảo chiều, tức là nếu mà nó đang xuống thì nó sẽ đang đi lên, mà lúc nó đang lên thì nó sẽ lại đi xuống. Rất có thể nó đang rơi vào một cái đáy của một cái chữ V kép, đúng không ạ? Nó đang rơi vào cái đáy thì nó sẽ ở mức khoảng 38,2%. Thì cái mức này, cái công thức này thì ở trên đường cái đường phân tích, ví dụ như sử dụng TradingView hoặc các phần mềm phân tích chứng khoán, các phần mềm phân tích về coins thì nó đều có sẵn, được chưa ạ? Thì của nó là bao giờ cũng là từ 0% là trên cùng, sau đó 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và cuối cùng là 100%. Theo cái đường từ trên xuống dưới, được chưa ạ? Thì chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng. Tiếp tục là chúng ta sẽ quan tâm đến một cái thuật ngữ có tên là Fibonacci Fan, đúng không ạ? Fibonacci Fan cũng là một cái công cụ khá là hữu hiệu trong việc mà chúng ta xác định các cái ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của thị trường. Các cái ngưỡng thông dụng của Fibonacci Fan nó là 38,2, 50 và 61%. Đấy, thế thì chúng ta cũng có thể nhìn là Fibonacci Fan ấy là không phải là một cái chỉ số mà sẽ xác định là giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu, mà xác định là
nó là gì ạ? Nó sẽ đảo chiều hay là nó sẽ là ngưỡng kháng cự để mà sẽ tăng giá, và mình sẽ nhìn thấy nó ở một cái lịch sử trong 12 tháng mình sẽ nhìn ở một cái lịch sử nhé. Tiếp tục đấy là chúng ta sẽ quan tâm đến một cái thuật ngữ nữa mà tôi nghĩ là quan trọng nhất trong Fibonacci, đấy là Fibonacci Time Zone. Fibonacci Time Zone tức là Fibonacci là Time Zone, là không phải là xác định ngưỡng kháng cự hay là hỗ trợ, mà đây nó giúp chúng ta xác định cái thời điểm đảo chiều của giá dựa trên xu hướng hiện hành. Cái này rất là quan trọng. Chúng ta biết là giá nào thì sẽ đảo và lúc nào sẽ đảo thì chúng ta sẽ có được cái phần thắng lớn, đúng không ạ? Có được một cái tỷ lệ thành công lớn. Đó thì các bạn nên để ý cái điều đấy. Thì chúng ta sẽ xem cái Fibonacci Time Zone này thì bao giờ một năm trong 12 tháng nó cũng là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 12, đúng không ạ? Thì mình có thể nhìn vào đấy. Mình đánh giá Fibonacci bằng lịch sử và mình sẽ có thể đoán rằng là đến tháng tới đây nó sẽ lại xảy ra một cái đợt là giảm giá, hoặc tới đây nó sẽ là xảy ra một cái đợt tăng giá, dựa trên lịch sử chúng ta nhìn thấy. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể dùng cái Fibonacci Time Zone này để làm. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu phân tích vào cái Fibonacci Retracement là cái gì, đúng không ạ? Thì ở đây nó là một cái công cụ phân tích để giúp chúng ta có thể đoán được đáy của các cái giá của đồng coin mà khi chúng ta đang nghiên cứu và đang trade, đúng không ạ? Và đang trên đà giảm nhé. Bây giờ nó cứ xuống này thì khi nào là đáy? Tất nhiên, như tôi đã nói, không khi nào bắt được đáy đâu. Nó có thể hôm nay bạn bắt được đúng cái đáy này nhưng ngày mai nó lại không đúng. Ngày kia có thể lại đúng mà ngày kia có thể không đúng. Nhưng nếu như thay vì chúng ta là thầy bói, chúng ta bốc thuốc, thì bây giờ chúng ta lại có thể là gì ạ? Chúng ta nhìn vào cái công cụ Fibonacci Retracement này để chúng ta có thể đoán và nó đúng. Bởi vì phân tích kỹ thuật thì chúng ta biết rằng là nếu không có tin tức tốt, không có những cái nguồn tin hoặc là những cái thay đổi trong chính sách của chính phủ thì mọi thứ sẽ phải dùng kỹ thuật để phân tích, có đúng không ạ? Như tôi đã nói. Thế thì ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này, là chúng ta sẽ tính như thế nào. Cái 38,2, cái 50 và cái 61% nó tính như thế nào. Thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ ba cái mức giảm giá này nhá. Thì bây giờ tôi giả sử là bạn có một cái đồng coin có tên là PAC. Vâng, tôi lấy thí dụ thôi ạ, nó không có cái đồng đấy, hoặc có tôi cũng không biết. Tôi gọi nó là đồng Fancoin đi, đúng không ạ? Bây giờ nó tăng là từ 2 đô lên 3 đô, đúng không ạ? Vâng, lên 3 đô. Đấy, và đạt đỉnh ở ngưỡng khoảng 3 đô la, đúng không ạ? Đơn vị tính là 3 đô la đi, ok. Câu hỏi được đặt ra là sau khi nó đứng ở cái mức mà 3 đô la thì nó sẽ giảm giá bao nhiêu? Đấy, bởi vì nếu mình không xác định được cái việc này thì mình mua một cái đồng tiền nào đấy mình rất có thể sẽ là đu đỉnh. Thí dụ như tôi nhớ là vừa rồi cách đây khoảng 2 tháng, nếu mà các bạn mua Ripple trước Tết, các bạn mua Ripple mà lúc khoảng 3.5 vì các bạn kỳ vọng nó lên 5 chấm thì thực sự là chia buồn với các bạn, đúng không ạ? Tôi nhớ là Ripple đạt đỉnh nó khoảng 3.8 và sau đó thì nó xuống khủng khiếp, và cho đến bây giờ thì nó loanh quanh 0.6, 0.7, 0.8 và 1 chấm, tức là giá là 1 đô la một Ripple, mà trước đấy nó đã đạt đến ngưỡng là khoảng 3.8 đô la, quá là tốt, đúng không ạ? Và nhiều người là mua con Ripple đấy đã bị nhận quả đắng bởi vì bị chia 5, chia 7, chia 10 tài khoản rất nhiều. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính được là gì ạ? Giá đã tăng trước đó là 3 đô trừ đi 2 đô là tăng được 1 đô, ok, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tính 32,8%, 50% và 61,8% của cái 1 đô đấy, đúng không ạ? Thế thì ví dụ 38,2% của 1 đô, đúng không ạ? Thì chính là bao nhiêu? Chính là 0,38, đúng không ạ? 0,382, đúng không ạ? 50% của 1 đô chính là 0,5 đô và 61,8% của 1 đô cũng chính là 0,68 đô, đúng không ạ? Vâng, như vậy chúng ta đã dễ dàng nhận ra được ngay là có 3 mức giảm giá quan trọng mà dễ thấy, thường thấy, thường gặp nếu theo Fibonacci Retracement, đúng không ạ? Đấy, đó là gì?
nó sẽ giảm khoảng 38,2 đúng không ạ? Hay là nó giảm khoảng 50, 0,50 đấy, 0,38 đấy, ý tôi là thế đúng không ạ? Và nó giảm khoảng 0,61 đúng không ạ? So với mức đỉnh. Mức đỉnh lúc này là lúc 3 đô thì mức bắt đầu mức thứ nhất là nó sẽ lấy 3 trừ đi 0,38 đúng không ạ? Vâng, thì nó sẽ còn 2,61 ví dụ thế. Đấy, thế sau đó thì nó sẽ lấy 3 mà trừ đi 0,5 thì nó sẽ còn 2,5. Nó lấy 3 mà trừ đi 61,8 thì nó còn xin lỗi, lấy 3 mà trừ đi 0,61 thì nó sẽ còn 2,382, kiểu kiểu như thế. Đấy, thì nó sẽ tương ứng như vậy, các cái mốc như vậy người ta gọi nó là các cái mốc giá hỗ trợ, giá hỗ trợ của cái đồng coin. Đấy, và tất nhiên cứ mỗi một lần nó thủng một đáy, nó thủng một đáy thì nó chính là nó sẽ tạo ra những cái đáy tiếp theo, và nó kết hợp thêm với các cái đường phân tích RSI, MC, gọi là MACD đúng không ạ, Fibonacci, rồi thì các tin tức, rồi thì vùng mua vùng bán vân vân, thì nó có thể là sẽ tiếp tục đi xuống nữa nếu mà tin còn xấu, và nếu mà nó sẽ lại đi lên nếu mà cái tin tốt đúng không ạ. Thì như vậy đấy chính là cái việc mà chúng ta xác định được cái mức giá ngưỡng hỗ trợ hoặc là cái ngưỡng giảm tiếp theo, thì chúng ta sẽ biết để chúng ta thoát coin và chúng ta mua, chúng ta bán. Đấy, tương tự như thế thì chúng ta cũng có một cái công thức là có tên là Fibonacci expansion. Expansion thì cái này là phương pháp là dùng để phương pháp dò đỉnh, và phương pháp dùng để dò đỉnh để mà đo lường cái đỉnh và cái sóng tăng. Đấy, ví dụ như là nó sẽ chia ra làm năm sóng. Nó sẽ chia ra năm sóng đúng không ạ? Sóng tăng 1, nó sẽ tăng từ 2 đô lên 3 đô đúng không ạ? Sau đó đến sóng giảm 2 đúng không ạ? Sẽ là từ sóng giảm 2 nhá, sẽ từ 300 còn 250 đúng không ạ? Vâng, sau đó là sóng 3 sẽ là sóng tăng từ 250 lên đến bao nhiêu đấy, thì chúng ta sẽ phải dùng Fibonacci expansion để chúng ta đoán sóng 3 đúng không ạ? Vâng, sau khi sóng 3 tăng bao nhiêu thì sẽ chuyển sang sóng 4 là sóng giảm. Đấy, thì tương tự sóng 5 sẽ lại sóng tăng. Thì cái này nó chính là các cái sóng, và chúng ta sẽ kết hợp thêm với cả cái phân tích sóng Helios nữa. Thì tôi sẽ có một cái video nói về sóng Helios nữa để chúng ta xem. Thì cái này nó cũng gần gần giống nhau thôi. Fibonacci expansion đúng không ạ? Vâng. Tương tự như thế thì các bạn cũng có thể tính được tất cả những cái đấy để các bạn đo lường các cái sóng lên hoặc là các cái sóng xuống để chúng ta đoán được nhá. Vâng. Thì các bạn có thể xem thêm các cái ví dụ khác của tôi, hoặc là lướt trên mạng các bạn tìm. Thì cái phần này thì tôi cũng thấy là nó cũng khá là dài. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn thêm, nhưng mà tôi sẽ đưa ra một cái bài toán. Thì chúng ta cũng sẽ tính các cái điểm của nó là 161% đúng không ạ? Rồi 200%, 150, 161,8 và 50. Chúng ta sẽ tính tương ứng với bao nhiêu điểm. Đây chính là những cái dãy số mà để tạo nên chúng ta sẽ bắt đỉnh và bắt đáy dựa trên các bước sóng và sóng và cả phân tích về Helios, phân tích về Fibonacci, được chưa ạ? Vâng. Ok. Thì phần video này tôi hướng dẫn nó cũng hơi khó hiểu một chút, thì tôi sẽ gửi kèm các bạn cùng một cái bản text nữa để các bạn sẽ xem, thì các bạn sẽ hình dung. Và các bạn lưu ý rằng là trong cái bản đồ thị mà khi mà các bạn xem thì không bao giờ các bạn phải tính bằng tay như này. Tất cả phần mềm hoặc là các cái nền tảng web như là TradingView hay là những cái trang chỉ số về coin thì họ đều các bạn hiển thị đường Fibonacci ra. Thì các bạn sẽ xin lỗi, cái đường Fibonacci thì các bạn sẽ thấy được các cái kỳ vọng của nó, và các bạn sẽ biết được là khi nào nó tăng và khi nào nó giảm, nếu nó tăng thì tăng bao nhiêu và nếu nó giảm là giảm bao nhiêu. Đấy là lý do tại sao mà người ta sẽ tính toán được, và chúng ta cũng không cần phải nhập công thức vào Excel làm gì cả, nó tự nó có hết và chúng ta chỉ việc nối và xong. Ok, hy vọng rằng là các bạn đã biết cách tính cái Fibonacci và có thể lựa chọn được cái mức giá giảm và mức giá tăng cho đồng coin của mình. Bạn hãy thử áp dụng công thức này cho một cái đồng coin nào đấy bất kỳ trên thị trường xem sao, thì xem nó đúng đến đâu.
và chúng ta sẽ chiêm nghiệm nó trong 1 tuần đến 2 tuần. Nếu chúng ta thấy nó đúng, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các lệnh mua và các lệnh bán. Chúng ta đừng vội vã vì thị trường này còn rất nhiều cơ hội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.